Gì đây? Chúng ta sẽ chia cái giai đoạn phát triển của hệ thống sinh dục sinh sản ra làm các giai đoạn như sau. Giai đoạn đầu tiên đó chính là khi có sự kết hợp giữa dương kết tinh trùng để tạo thành hợp tử, thì cái thai đó sẽ phát triển trong buồng tử cung và người ta gọi giai đoạn này là giai đoạn bào thai. Nhưng giai đoạn này thì mang định hướng giới tính, nghĩa là gì ạ? Nếu tinh trùng thì có hai loại X và Y, còn lại gì ạ? Trứng chỉ có một loại là X thôi. Nếu có sự kết hợp giữa trứng X, tinh trùng X thì ra tay gái, mà tinh trùng Y với trứng X thì ra tay trai. Thì trong cái thời kỳ bào thai này thì bộ máy sinh dục sinh sản chỉ mang tính chất định hướng, có nghĩa là lúc này chúng ta đã biết được là cái thai đó là thai trai hay thai gái nhé. Thế còn từ lúc sinh ra cho đến thời điểm trước dậy thì bộ máy sinh dục sinh sản của nam và nữ đều không hoạt động. Cho đến thời điểm dậy thì có sự phân biệt giữa hai giới là nam riêng nữ riêng nhé, và có cái định hướng giới tính cũng như là định hướng từ bộ máy sinh dục sinh sản khác nhau. Đến thời kỳ sinh sản thì sẽ khác biệt giữa nam giới là nam thì hoạt động sinh dục sinh sản không có chu kỳ. Không có chu kỳ ở đây không phải là giống như cái việc nữ giới có chu kỳ kinh nguyệt đâu ạ, mà không có chu kỳ ở đây có nghĩa là bộ máy sinh dục sinh sản của nam đã không hoạt động thì thôi, nhưng một khi hoạt động là hoạt động đến suốt đời nha, và chỉ có hiện tượng suy giảm bộ máy sinh dục sinh sản nam chứ không có hiện tượng mãn dục nam giống như là nữ giới. Thế còn nữ giới thì hoạt động có chu kỳ ở đây có nghĩa là gì ạ? Nữ giới thì lúc đầu tiên là gì ạ? Từ thời kỳ bào thai cho đến trước dậy thì là không hoạt động, sau đó từ thời điểm dậy thì cho đến hết thời kỳ sinh sản là nữ giới có hoạt động, còn lại sau đó là sẽ có hiện tượng mãn dục nữ, vì vậy cho nên là không hoạt động nữa thì người ta gọi là hoạt động có chu kỳ. Cho đến thời kỳ hậu sinh sản thì sự khác biệt giữa nam giới thì nam hoạt động nhưng giảm dần, còn nữ thì ngừng hoạt động hoàn toàn nhé. Thì chỗ nam giới thì bình thường ra sẽ không có hoạt không không có cái mãn dục nam. Thế tuy nhiên là gì ạ, trên thực tế bây giờ thì hiện tượng mãn dục nam xảy ra rất là sớm do thói quen và sinh hoạt ăn uống vân vân nhá, rồi là công áp lực công việc vân vân, thì cái hiện tượng mãn dục nam hiện nay đã xảy ra, không chỉ nữ mà là nam giới cũng có cái hiện tượng này nhá. Vậy chúng ta vào thời kỳ thứ nhất đó là thời kỳ bào thai, thì chỗ này các em để ý cho tôi cái thời điểm vào tuần thứ 7 thứ 8 ở thời kỳ bào thai thì sẽ có sự phân hóa về cơ quan sinh dục nam và cơ quan sinh dục nữ. Bình thường cái thai gái có nhiễm sắc thể XX thì sẽ gì ạ? Có cái sự phát triển về mầm sinh dục trung tính, sau đó cái mầm sinh dục trung tính này sẽ phát triển thành cơ quan sinh dục gì ạ? Nữ nhé. Thế còn lại thai trai mang cái bộ nhiễm sắc thể XY cũng có mầm sinh dục dung tính. Thế tuy nhiên là gì ạ? Dưới tác dụng của cái HCG thì tinh hoàn, nhé, thai trai sẽ có cái tinh hoàn, các lá lá phôi sẽ phát triển thành tinh hoàn và tế bào Leydig của tinh hoàn dưới tác dụng của HCG sẽ bài tiết testosterone, và testosterone sẽ chuyển mầm sinh dục trung tính thành cơ quan sinh dục nam. Hiểu. Nói như vậy thì để các bạn biết là đây cũng là một trong những, nếu như có bất thường về cái testosterone ở thời kỳ này thì sẽ có thể dẫn tới cái tình trạng đó là gì ạ? Khác biệt giữa kiểu gen và kiểu hình. Kiểu gen thì có thể là XY nhưng kiểu hình lại là cơ quan sinh dục nữ. Nếu như gì ạ? Bất thường về testosterone. Testosterone không được bài tiết ra ở giai đoạn này, hoặc có bài tiết ra nhưng bất thường về gì ạ? Receptor tiếp nhận tại mô đích là mầm sinh dục trung tính, thì có thể sẽ dẫn tới sự khác biệt kiểu gen và kiểu hình. Đây cũng là một trong các nguyên nhân dẫn tới sự khác biệt đó nhé. Từ thời kỳ gì ạ? Sơ sinh cho đến trước dậy thì bộ máy sinh dục sinh sản của nam và nữ đều không hoạt động. Từ thời kỳ dậy thì đến thời kỳ dậy thì đặc trưng của bộ máy sinh dục sinh sản nam đó là tinh hoàn, đặc trưng của bộ máy sinh dục sinh sản nữ chính là buồng trứng nhá. Thì đối với tinh hoàn hay buồng trứng đều có hai nhiệm vụ, đó là gì ạ? Chức năng ngoại tiết và chức năng nội tiết. Chức năng ngoại tiết thì bài tiết ra trứng và tinh trùng, còn chức năng nội tiết sẽ bài tiết ra hormone. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng là gì ạ? Ở thời kỳ dậy thì này, các bạn để ý cho tôi, chúng ta sẽ có hai cái mốc. Cái mốc là gì ạ? Cái mốc bắt đầu dậy thì và mốc mốc dậy thì hoàn toàn. Cái mốc bắt đầu dậy thì đối với nam giới đó là khi thể tích tinh hoàn được từ 4 ml trở lên. Đây là bắt đầu dậy thì.
Còn nữ giới là thời điểm gì ạ? Tuyến vú bắt đầu nhô ra khỏi thành ngực thì đây là thời điểm bắt đầu dậy thì. Còn dậy thì hoàn toàn là ở nam giới đó là lần xuất tinh đầu tiên và nữ giới là lần có kinh nguyệt đầu tiên. Thì đấy là dậy thì hoàn toàn, bạn nhớ như vậy. Thì khi mà gì ạ? Nam giới có lần xuất tinh đầu tiên hoặc nữ giới có kinh nguyệt đầu tiên thì lúc này gì ạ? Bộ máy sinh dục sinh sản có khả năng gì ạ? Thụ thai nha. Vai trò của hormone estrogen và progesterone có tác động lên gì ạ? Tầm vóc, hình dáng, tâm lý, tính tình rồi hoạt động của bộ máy sinh dục sinh sản sẽ ra cho ra kiểu hình nam và kiểu hình nữ. Và cái cơ chế mà gây ra hiện tượng dậy thì ở đây thì người ta thấy là do sự chín của hệ viền hay sự trưởng thành của hệ limbic nhé. Trên vùng dưới đồi chúng ta có một cái như thế, người ta gọi là hệ viền. Và khi cái sự trưởng thành của hệ viền như vậy thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ gây ra tác dụng lên tuyến yên rồi tác dụng lên bộ máy sinh dục sinh sản và tăng tiết các loại hormone. Đúng. Về cấu tạo của bộ máy sinh dục sinh sản nam thì cái phần này các bạn đã học ở dĩa mô học và giải phẫu rồi, tôi sẽ không nhắc lại nữa nhé, tôi sẽ không nhắc lại nữa. Chúng ta gì ạ? Chúng ta đi vào cái chức năng thôi. Chức năng bộ máy sinh dục sinh sản nam thì đương nhiên là chức năng ngoại tiết là sản xuất tinh trùng. Cái này các bạn về cấu tạo của tinh trùng như nào, sản xuất như thế nào thì cái này phần này mô học đã giải quyết cho các bạn rồi. Các yếu tố ảnh hưởng đến sản sinh tinh trùng đầu tiên kể đến đó chính là hormone. Hai cái hormone liên quan đến sản xuất tinh trùng, điều hòa sản xuất tinh trùng ở đây đó chính là hormone Inhibin và hormone testosterone nhé. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp theo ở gì ạ? Ở phần cây lâm sàng. Một số yếu tố khác, ví dụ yếu tố về nhiệt độ thì tinh trùng sẽ sống tốt ở nhiệt độ gì ạ? Thấp hơn nhiệt độ cơ thể khoảng 1 đến 1,5 độ C. Nên là bình thường ra thì tinh hoàn phải bìu. Nhưng nếu vì lý do nào đó mà tinh hoàn lạc chỗ, nó nằm ở trên gì ạ? Nằm ở trong ổ bụng thì trong ổ bụng có nhiệt độ vùng trung tâm rất là cao, nó dự khoảng 37-38 độ, vì vậy cho nên sẽ giết chết các tế bào dòng tinh. Nên nếu như mà những trường hợp bệnh nhân là tinh hoàn lạc chỗ thì chúng ta phải nhanh chóng đưa gì ạ? Tinh hoàn từ bụng xuống bìu nhé. Các bạn nam mà gì ạ? Đi xông hơi massage, khi chúng ta gì ạ? Sử dụng những nhiệt độ rất là cao để ngâm mình rồi là gì ạ? Ở trong môi trường nhiệt độ cao quá lâu thì cũng có thể dẫn tới là gì ạ? Cái số lượng chất lượng tinh trùng nó giảm sút nhé. Độ pH thì tinh trùng hoạt động tốt ở bộ pH gì ạ? Kiềm. Độ pH càng axit thì sẽ gì ạ? Sẽ giết chết các tinh trùng. Vì vậy cho nên một số người phụ nữ có độ pH âm đạo quá cao, có độ axit cao thì lúc đấy sẽ có thể là gây ra tình trạng là gì ạ? Giết chết các tế bào tinh trùng. Virus TX tia phóng xạ cũng tương tự. Cái này rõ rồi. Chỗ này các bạn để ý cho tôi có một cái virus đó chính là quai bị. Thì cái virus quai bị này có thể mắc ở lứa tuổi trẻ em cho đến người lớn, người già cũng có thể mắc. Và virus này rất có ái tính với cái cơ quan đang hoạt động. Vì vậy cho nên bộ tuyến nước bọt là cái tuyến mà nó thích nhá. Tuyến sinh dục sinh sản nó cũng thích nếu như nó đang hoạt động. Và hoạt động càng mạnh mẽ thì virus nó càng thích. Do vậy nên nếu trẻ con ở lứa tuổi dậy thì mà mắc virus quai bị thì phải đề phòng biến chứng gì ạ? Viêm buồng trứng hoặc viêm tinh hoàn nhá. Và hai cái biến chứng này có thể dẫn tới vô sinh. Thế còn lại đứa trẻ 2-3 tuổi, bộ máy sinh dục sinh sản nó chưa hoạt động thì khi nó bị quai bị thì cũng không đáng lo quá, đúng không ạ? Bởi vì gì ạ? Lúc này bộ máy sinh dục sinh sản chưa hoạt động nên virus quai bị ít khi nó sẽ tấn công vào đó nhé. Các kháng thể thì một số người phụ nữ có kháng thể cố định tinh trùng nên là rất dễ mang thai. Một số người phụ nữ có kháng thể tiêu diệt tinh trùng nhé thì khó, rất khó có thai. Thì trên một cơ thể một số người phụ nữ có gì ạ? Có những cái loại kháng thể như vậy. Lối sống rượu, ma túy, thuốc lá, căng thẳng, cái này thì rõ rồi nhé. Lối sống mà buông thả vừa là lối sống gì ạ? Có nhiều chất độc hại vân vân sẽ ảnh hưởng tới sự chất lượng tinh trùng. Rồi sự căng thẳng quá vân vân nó cũng có ảnh hưởng tới gì ạ? Tới cái sản xuất tinh trùng ở đây nhé. Nên có một số người là gì ạ? Mãi thì không có con, đúng ạ? Lấy chồng mãi không có con, sau đó là gì ạ? Sau đó là do cái công việc làm ăn vân vân nó căng thẳng quá, khi mà nghỉ ngơi hai vợ chồng dẫn nhau đi nghỉ mát, đi xa, bỏ qua những bộn bề cuộc sống vân vân nữa, giải tỏa căng thẳng vân vân thì sẽ lại có con được nhé. Điều hòa sản xuất tinh trùng nhờ vai trò của hormone Inhibin. Hormone Inhibin này thì nó sẽ có cơ chế điều hòa ngược. Nếu như mà tinh trùng mà được sản xuất ra nhiều thì sẽ làm tăng tiết hormone Inhibin, và vai trò của hormone Inhibin nó là ức chế FSH của tuyến yên và làm giảm sản xuất tinh trùng, và nó sẽ là và ngược lại nhé. Đây là điều hòa sản xuất tinh trùng nhờ hormone Inhibin là như vậy. Còn một cái hormone nữa của cái tinh hoàn đó chính là testosterone. Thì chức năng của testosterone thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ có hai cái giai đoạn mà sẽ sử dụng cái chức năng của testosterone, đó chính là thời kỳ bào thai và thời kỳ dậy thì. Thì thời kỳ bào thai thì nó có hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất đó chính là gì ạ?
cái có hình thành bộ phận cơ quan sinh dục nam nguyên phát nha. Các bạn vừa nãy rồi nó sẽ chuyển mầm sinh dục trung tính thành cơ quan sinh dục nam. Cái thứ hai nữa là có vai trò gì ạ? Đưa tinh hoàn từ bụng xuống bìu. Chính vì vậy cho nên nếu như mà gì ạ, những trường hợp tinh hoàn đặc trỗ, người ta có thể dùng liệu pháp HCG kích thích tế bào gì ạ, lytic của tinh hoàn bài tiết testosterone để định hướng cho gì ạ, tinh hoàn từ bụng xuống bìu nhé. Thì đấy là cái thứ nhất các em nhớ tới. Vai trò thứ hai đó là thời điểm gì ạ, dậy thì thời điểm dậy thì testosterone có tác dụng lên gì ạ, chức năng sinh sản, chức năng phát triển cơ thể và một số các tác dụng khác. Thì chức năng gì ạ, phát triển cơ thể sẽ tác động lên hệ thống xương và hệ thống cơ nhé, làm cho gì ạ, hệ thống xương và hệ thống cơ phát triển để gì ạ? Hình thành nên bộ mày hình thành nên cơ thể nam giới nhé. Còn lại chức năng sinh dục sinh sản thì sẽ có tác dụng gì ạ, đối với hormone của sinh dục sẽ có cái tác dụng thứ nhất đó chính là phát triển hoàn thiện bộ máy sinh dục sinh sản, và chức năng thứ hai đó chính là gì ạ, duy trì hoạt động của bộ máy sinh dục sinh sản nhé. Chính vì vậy cho nên là đến dậy thì nó sẽ có cái hiện tượng đó là gì ạ, xuất hiện bảo tồn và hoàn thiện bộ máy sinh dục sinh sản gì ạ nghe, của gì ạ, nam giới, sau đó là duy trì bằng cách là tổng hợp sản xuất ra gì ạ, tinh trùng nhé. Một số tác dụng khác ví dụ như tác động lên chuyển hóa cơ sở hay là gì ạ, tác dụng kích thích tăng số lượng hồng cầu, do vậy số lượng hồng cầu của nam thì thường cao hơn so với của nữ nhé. Thì các bạn nhớ như vậy. Điều hòa bài tiết testosterone ở thời kỳ bào thai đó là nhờ vai trò của HCG nhé. Thế còn đến lúc dậy thì nhờ vai trò của hormone gì ạ, LH, còn FSH thì là vai trò của kích thích hormone gì, inhibin nhé. Chức năng nội tiết của inhibin để do tế bào Sertoli, inhibin do tế bào Sertoli bài xuất nhé, và gì ạ, có tác dụng ức chế FSH điều hòa sản sinh tinh trùng. Một số các cơ quan bộ phận khác như tuyến tiền liệt vân vân thì cái phần này các em đọc ở trong gì ạ, trong sách và giải phẫu cũng như môn học sẽ trình bày với các bạn nhé. Đây tinh trùng đấy ạ nhé. Những rối loạn của bộ máy sinh dục sinh sản nam chúng ta sẽ tìm hiểu ở cây lâm sàng. Phần thứ hai đó chính là gì ạ, sinh lý sinh dục sinh sản nữ. Thì sinh lý sinh dục sinh sản nữ thì gì ạ, thì chúng ta thấy có cấu tạo. Phần này tụi các bạn cũng học ở giải phẫu, tôi sẽ không nhắc lại. Thế tuy nhiên là gì ạ? Nói qua cho các bạn một chút về phần này nhé. Đây, chúng ta có gì ạ? Có buồng trứng, các loa vòi trứng và gì ạ? Đây là vòi trứng, đây là buồng tử cung và gì ạ? Cổ tử cung đây, âm đạo chỗ này nhé. Thì đây là các bạn nhớ định hình một chút về cái gì ạ? Việc giải phẫu để tí chúng ta gì ạ? Chúng ta học tiếp phần sau. Vai trò của gì ạ? Của buồng trứng cũng có hai chức năng, đó là chức năng ngoại tiết và chức năng nội tiết. Chức năng ngoại tiết đó chính là gì, chức năng giải phóng loãng hay là rụng trứng đấy nhé. Thì bắt đầu từ những gì ạ, những non não nguyên thủy sẽ gì ạ, sẽ phát triển thành gì ạ, thành những cái thành trứng, sau đó là gì ạ, phóng loãng, trứng rụng có hiện tượng phóng loãng. Thì cái phần này các bạn học ở môn học nhé. Một chu kỳ kinh nguyệt thì sẽ có khoảng 6-7 quả trứng cùng phát triển. Sau đó là gì ạ? Sau đó nhưng mà chỉ có một quả trứng phát triển tới chín và vỡ, giải phóng loãng nha. Thế còn lại gì ạ? Còn ở những quả trứng khác nó sẽ gì ạ? Nó sẽ tiêu dần đi nha, nó sẽ tiêu dần đi. Mỗi chu kỳ thì sẽ có một quả trứng. Các bạn nhớ như vậy, và trong cả một đời người thì có khoảng 400 quả trứng như vậy, 400 quả trứng rụng như vậy. Chức năng nội tiết của buồng trứng thì chúng ta tiết ra hai loại hormone sinh dục sinh sản nữ, đó là estrogen và progesterone nhớ. Thì vai trò của estrogen có nghĩa là gì ạ, tác động lên cơ quan sinh dục nhớ. Nó cũng giống như testosterone, nó sẽ có tác dụng gì ạ, phát triển hoàn thiện bộ máy sinh dục sinh sản nữ và gì ạ, duy trì hoạt động của máy sinh dục sinh sản nữ. Thế nên nếu như mà bị bất thường ở trước cái thời điểm dậy thì ạ, thì bộ máy sinh dục sinh sản thường là không gì ạ, không hoàn thiện được. Còn sau tuổi dậy thì bộ máy sinh dục sinh sản đã hoàn thiện nhưng mà gì ạ, chức năng duy trì nó kém nhé, kể cả nam hay kể cả nữ đều như vậy. Tác dụng lên gì ạ, hệ thống xương, hệ thống cơ để gì ạ, để phát triển cái hình thể bên ngoài của gì ạ, của phụ nữ nhá. Bên cạnh đó còn tác động lên một số các chuyển hóa như protein, lipid, dây chuyển hóa muối nước. Vì vậy cho nên là đối với cái estrogen thì các bạn thấy là gì ạ, có một cái đặc điểm đó chính là tăng lắng động mỡ ở dưới da, nên là da của nữ giới thì thường là mềm mịn và mỏng hơn so với nam giới. Nam giới thì dưới da thì thường là lớp cơ protein nhá, vì vậy cho nên là thường là cứng chắc hơn so với nữ giới. Và vai trò của estrogen progesterone cũng tác động lên gì ạ, hình thể tính tình giọng nói vân vân, những cái này để hình thành lên gì ạ,
tiếng thì phụ nữ thì thanh gọn hơn so với của nam giới nha. Rồi là gì ạ? Mềm mại, tính tình mềm mại dịu dàng hơn, ví dụ như vậy. À, vai trò của estrogen này sau này nó sẽ, các em sẽ gặp lại của cái bài thảo luận nha. Thì lúc đấy chúng ta làm rõ hơn vai trò của estrogen. Progesterone cũng tương tự, nó cũng tác động lên gì ạ? À, hình thể tính tình. Bên cạnh đó thì nó còn tác động lên cái hệ thống sinh dục sinh sản, ví dụ như tử cung tuyến vú vân vân nhé, để phát triển, tăng thân nhiệt. Và có một cái nữa tác động đến chuyển hóa gì ạ? Điều nhiệt nhé. Progesterone thì có tác dụng tăng thân nhiệt cao hơn so với nửa đầu khoảng là gì ạ? 0,5 đến 1 độ. Vì vậy người ta có thể sử dụng cái này để gì ạ? Để đo thân nhiệt để xác định ngày sử dụng nhé. Một cái hiện tượng rất là quan trọng của người phụ nữ đó chính là chu kỳ kinh nguyệt. Người ta định nghĩa chu kỳ kinh nguyệt là hiện tượng chảy máu có chu kỳ ở lớp niêm mạc tử cung dưới tác dụng của hormone tuyến yên và buồng trứng nhé. Thì ở cái giai đoạn gì ạ? Người ta chia làm hai giai đoạn, giai đoạn tăng sinh và giai đoạn đổ bài tiết. Thì các em nhớ cho tôi đó là cái chu kỳ kinh nguyệt nó phải được chảy máu ra từ gì ạ? Từ lớp niêm mạc tử cung. Thì trong cái đường hầm âm đạo như vậy có rất nhiều gì ạ? Mạch máu. Vì vậy cho nên nếu sang chấn hoặc viêm nhiễm vân vân thì cũng có thể gây gì ạ? Chảy máu. Nhưng cái đấy không được gọi là chu kỳ kinh nguyệt. Chu kỳ kinh nguyệt phải được gì ạ? Được bong ra từ lớp niêm mạc tử cung và dưới tác dụng của hormone tuyến yên và buồng trứng. Chu kỳ kinh nguyệt bình thường sẽ rơi vào 28 đến 32 ngày nha. Ngày chảy máu nó rơi vào khoảng gì ạ? 3 đến 5 ngày. Và máu của chu kỳ kinh nguyệt là máu gì ạ? Máu không đông nha. Động dưới lớp niêm mạc tử cung sau đó là gì ạ? Bong ra ngoài. Thế cho nên máu chu kỳ kinh nguyệt là máu không đông, khoảng 40 đến 150 ml một chu kỳ nhé. Nên còn các em mà thấy gì ạ? Những trường hợp chảy mấy ngày đúng ạ, chính như thế, nhưng mà nó cũng chỉ có khoảng một mấy thôi ạ. Thế còn những cái khác là dịch tiết và niêm mạc tử cung. Một cái nữa đó chính là giới hạn giữa hai chu kỳ kinh nguyệt nhé. Giới hạn một chu kỳ kinh nguyệt đó là ngày giữa hai ngày chảy máu đầu tiên của hai chu kỳ kế tiếp. Thì các bạn nhìn thấy đây là gì ạ? Đây là một cái sơ đồ về chu kỳ kinh nguyệt, ngày chảy máu đầu tiên của chu kỳ nhé, cho đến ngày chảy máu đầu tiên của chu kỳ tiếp theo nhé, từ 28 đến 32 ngày. Thì ở đây chúng ta thấy gì ạ? À, cái chu kỳ kinh nguyệt sẽ được điều hòa bởi gì ạ? Một trục, đó là vùng dưới đồi, đó là tuyến yên, đó là gì ạ? Buồng trứng nhé, và các mô đích khác, ví dụ tử cung. Thì bây giờ các bạn nhìn này, bình thường ra thì vùng dưới đồi bài tiết ra hormone GnRH nhé, để kích thích bài tiết là LH và FSH. Còn lại buồng trứng sẽ bài tiết estrogen progesterone. Đây tác động lên niêm mạc tử cung. Bây giờ các bạn nhìn này. Tuyến yên chúng ta có hai cái LH đó chính là cái màu xanh, còn FSH chính là màu hồng nhé. Và đây buồng trứng là có các trứng đang phát triển. Buồng trứng này sẽ làm nhiệm vụ tiết ra estrogen. Đây là cái màu xanh nhạt hơn, còn màu xanh đậm hơn là progesterone. Thì bây giờ chu kỳ này sẽ hoạt động như sau. Vài ngày đầu, khoảng 3 ngày đầu đó là thời điểm gì ạ? Chảy máu. Sau đó là gì ạ? Lớp niêm mạc bong hết ra rồi, nên cái lớp niêm mạc ở đây còn lại ở gì ạ? Chu kỳ kinh nguyệt thì rất là mỏng như này thôi nhé. Và cái giai đoạn đầu là giai đoạn gì ạ? Tăng sinh. Người ta được tính từ ngày chảy máu đầu tiên cho đến ngày rụng trứng nhé. Đây là người ta gọi là giai đoạn tăng sinh hay giai đoạn của estrogen. Tại sao như thế? Là bởi vì giai đoạn này các bạn nhìn sơ đồ, chúng ta thấy chủ yếu là sự tăng của estrogen thôi. Người ta gọi là giai đoạn estrogen là như vậy nhé. Thì bây giờ người ta thấy này, khi mà niêm mạc nó bong ra thì niêm mạc tử cung rất là mỏng nhé. Hormone FSH, LH cũng như là gì ạ? Buồng trứng sẽ bài tiết estrogen progesterone cũng rất là gì ạ? Rất là ít này thôi nhé, nó sẽ phát triển dần nhé. Sau đó là hormone estrogen tăng dần cho đến thời điểm 16 giờ trước cái thời điểm trứng rụng thì estrogen đột ngột tăng cao. Và vì cái estrogen đột ngột tăng cao như vậy, nó gây một cái phản hồi ngược dương tính lên gì ạ? Lên tuyến yên, làm cho FSH và LH tăng, đặc biệt là LH tăng rất là cao, cao hơn rất nhiều so với gì FSH. Vì vậy cho nên người ta gọi là tạo thành một cái đỉnh, người ta gọi là đỉnh LH. Và khi LH tăng cao sẽ tác động ngược trở lại gì ạ? Lên quả trứng, làm cho quả trứng này căng phồng lên và vỡ ra, giải phóng loãng nhé, giải phóng loãng. Thì giống như là quả gì ạ? Quả trứng gà ấy, chúng ta đập ra thì lòng đỏ bên trong chính là loãng, còn lòng trắng bên ngoài chính là gì ạ? Hoàng thể. Thì cái phần loãng này sẽ được gì ạ? Được các loa vòi trứng đến và đón ở 1/3 ngoài của vòi trứng để vào tổ nhá, để đợi tinh trùng. Còn lại cái phần vỏ nang sẽ nhiễm mỡ biến thành hoàng thể. Vậy ở chỗ này các bạn thấy là hormone estrogen progesterone nó sẽ gì ạ? Nửa đầu chu kỳ kinh nguyệt là do buồng trứng bài tiết, nhưng nửa sau chu kỳ kinh nguyệt estrogen progesterone lại do gì ạ? Hoàng thể bài tiết. Các bạn nhớ nhá, vai trò ở giai đoạn sau là của hoàng thể.
Hoàng thể sẽ làm nhiệm vụ tiết ra estrogen và progesterone để nuôi dưỡng lớp niêm mạc tử cung, làm lớp niêm mạc tử cung dẻ dày lên nhá, dày lên để đón trứng về làm tổ và có khả năng chế tiết để nuôi dưỡng cái thai nếu có nhá. Thế nên là gì ạ? Người ta gọi cái giai đoạn sau là giai đoạn bài tiết là như vậy. Và các bạn nhìn thấy ở sơ đồ chúng ta thấy là giai đoạn sau chủ yếu là sự tăng của progesterone nhá, progesterone. À, vậy thì hoàng thể đời sống của nó như thế nào? Thì đời sống của hoàng thể nó có hai cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất đó chính là gì ạ? Nếu như được thụ tinh, trứng được thụ tinh thì hoàng thể sẽ tồn tại 4 tháng để gì ạ? Tiết ra các hormone estrogen và progesterone để nuôi dưỡng cái thai này. Nha, nó sẽ tiết ra hormone để nuôi dưỡng thai. Sau 4 tháng thì hoàng thể sẽ chết đi và nhường lại gì ạ? Nhường lại chức năng này cho bánh rau nhá. Thế còn lại nếu như gì ạ? Nếu như không có hiện tượng thụ thai thì hoàng thể sẽ chỉ tồn tại 14 ngày rồi teo đi. Và khi hoàng thể teo đi thì nó sẽ không tiết ra hormone estrogen và progesterone nữa. Do vậy nhưng mà tử cung đột ngột bị mất gì ạ? Mất nguồn nuôi dưỡng. Nó sẽ hoại tử bong ra và gây hiện tượng chảy máu cho chu kỳ tiếp theo. Thì đấy là cái hiện tượng nguyệt là như vậy. Thì các bạn nhớ như thế. À, vậy thì tiếp theo đó là cái hiện tượng thụ thai. Có nghĩa là gì ạ? Khi mà trứng rụng nhé, thì sẽ được các loa vòi trứng đón vào đây. Đi đến 1/3 ngoài của vòi trứng và đứng đợi. Tinh trùng sẽ đi ngược từ âm đạo qua cổ tử cung, qua buồng tử cung, đi hết 2/3 ngoài của vòi trứng, 2/3 trong của vòi trứng đến 1/3 ngoài, gặp trứng ở đây và gì ạ? Diễn ra hiện tượng thụ tinh. Sau đó là gì? Sau đó sau hiện tượng thụ tinh rồi thì gì ạ? Nó tạo thành hợp tử. Và cái hợp tử này sẽ mất khoảng 4 đến 5 ngày để di chuyển toàn bộ hết 2/3 trong của vòi trứng để vào trong buồng tử cung. Tầm đấy, nghe bố mất 4 đến 5 ngày. Và khi vào đến cái hợp tử này nó vừa đi nó vừa lớn, nên nếu như mà có cái dị dạng tử cung ở đây, dị dạng vòi trứng ở đây chít hẹp thì sẽ tắc ở đây và gây dị trường ngoài tử cung, hoặc có tình trạng viêm nhiễm vân vân vòi trứng chít hẹp thì cũng gì ạ? Cũng gây trường ngoài tử cung. Yeah. Hoặc là sóng nhu động của gì ạ? Của cái vòi trứng này nó gì ạ? Nó ngược, nó lại đẩy, lẽ ra nó phải đẩy cái hợp tử đi vào nhưng lại đẩy hợp tử đi ra thì cũng gây trường ngoài, trường ngoài tử cung, trường trong ổ bụng và ngoài tử cung. Yeah. Những trường hợp như thế thì đa phần người ta sẽ phải gì ạ? Xử lý bằng cách gì ạ? Lấy cái hợp tử này ra nhá. Còn nếu để thì nó sau nó lớn, nó phát triển, nó sẽ gây đứt vỡ các động mạch ở trong ổ bụng và gây ra tình trạng chảy máu trong rất là nguy hiểm. Đấy là nói với các bạn như vậy. Vậy thì mất đến 4 đến 5 ngày để nó di chuyển hết 2/3 trong của vòi trứng. Khi vào trong cái buồng tử cung rồi, nó sẽ mất khoảng 4 đến 5 ngày nữa để tìm chỗ gì nhá, tìm chỗ gây êm ái nhất để làm tổ nhá, tìm chỗ êm ái nhất làm tổ, mất 4 đến 5 ngày. Sau khi nó tìm được chỗ rồi, thường nó sẽ bám vào đáy tử cung và làm tổ ở đó. Sau đó nó sẽ gì ạ? Khi bám được vào đáy tử cung thì bánh rau bắt đầu phát triển và lúc đó HCG sẽ được bài tiết ra. Vì vậy cho nên là bình thường ra người ta có thể thử thai rất là sớm, từ về mặt lý thuyết có thể là sau 8 đến 10 ngày sau cái thời điểm có gì ạ? Có hiện tượng thụ thai thì HCG bắt đầu được gì ạ? Được tiết ra và bài tiết vào máu, sau đó gì ạ? Đổ ra ngoài qua đường nước tiểu. Về lý thuyết là như vậy, nhưng trên thực tế lâm sàng có thể sẽ không thấy được sớm như thế do cái hàm lượng nó bài tiết vào nhưng mới đầu nó rất là ít, nên là chúng ta có thể thử que nhưng không lên được nhé. Vậy thì đấy là nói với các em là như vậy về hiện tượng thụ thai. Trong thời kỳ mang thai thì 4 tháng đầu tiên thì hoàng thể sẽ làm nhiệm vụ bài tiết ra các hormone nuôi dưỡng thai. Sau 4 tháng thì hoàng thể nó sẽ chết đi và nhường lại cái chức năng tiết ra các hormone nuôi dưỡng thai cho bánh rau nha. Và bánh sau lúc này sẽ làm nhiệm vụ cung cấp các chất dinh dưỡng, bài tiết các sản phẩm chuyển hóa vân vân nhé, và bài tiết các hormone nuôi dưỡng thai. Thì cái phần này sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu cái lâm sàng nhé. Trong quá trình mang thai thì gì ạ? Người mẹ sẽ diễn ra một số các thay đổi về hình dáng, tính tình nhé. Để phù hợp với việc nuôi dưỡng thai thì gì ạ? Các hormone sẽ được bài tiết rất là nhiều, nên các tuyến đều nở to, ví dụ như là gì ạ? Tuyến vú nở to, rồi là gì ạ? Khung xương chậu cũng nở to nhá. Rồi là tăng bài tiết của một số các hormone, các tuyến nội tiết cũng sẽ hoạt động mạnh hơn so với bình thường, tăng tiết hormone của tuyến yên rồi tiến vào thượng thận vân vân. Vì vậy cho nên trong trường hợp này các bà mẹ thường có thể do cái tình trạng tăng tiết hormone cortisol có thể gây gì ạ? Giảm cái hệ miễn dịch, làm cho người mẹ rất dễ bị ốm nhá, hoặc là gì ạ? Người mẹ rất dễ bị gì ạ? Bị đau dạ dày vân vân do hiện tượng tăng tiết HCL. Rồi là gì ạ? Có thể có nhịp tim nhanh do gì ạ? Tăng sự chuyển hóa tế bào nhé. Rồi là thiếu oxy, rồi là gì ạ? Thiếu canxi vân vân, rất là nhiều nhé, do sự tăng tiết của một số hormone nội tiết.
rồi có thể gây gì ạ? Tăng tiết hormone tuyến yên, cortisol T3, T4 vân vân, có thể gây gì ạ? Về đái tháo đường trên lâm sàng. Tất cả những cái này nó là gì ạ? Tăng cường cái chuyển hóa để gì ạ? Cung cấp chất dinh dưỡng cho thai nhi. Và một số các hormone thì nó sẽ gì ạ? Ví dụ như là gì ạ? Liên quan tới cái chuyển hóa canxi để cung cấp canxi cho gì ạ? Trẻ, ví dụ như para hormone nhé. Rồi là cái hệ thống cơ quan sinh dục sinh sản sẽ gì ạ? Sẽ phát triển nhé. Cơ quan sinh dục sinh sản sẽ phát triển để gì ạ? Nhằm cái mục đích đó là gì ạ? Nuôi dưỡng thai và gì ạ? Chứa đựng cái thai, cũng như là làm nhiệm vụ gì ạ? Nuôi đứa trẻ sau này nó sẽ phát triển, tăng thể tích tuần hoàn, tăng hô hấp và tăng trọng lượng cơ thể nhé. Thì đấy là một số thay đổi ở người phụ nữ mang thai. Vậy thì còn một cái nữa, đó chính là mang thai rồi sau 9 tháng 10 ngày sẽ có hiện tượng sổ thai. Hiện tượng sổ thai đấy là nhờ vai trò của cơn co tử cung cộng với động tác giận của người mẹ sẽ đẩy thai ra khỏi tử cung. Thì trong cái quá trình sổ thai này, chúng ta nhờ vai trò của một oxy, một cái hormone rất là quan trọng, đó chính là oxytocin nha. Vào vai trò hormone oxytocin. Vậy thì bình thường ra trong quá trình mang thai thì gì ạ? Đầu tiên là hoàng thể, về sau là bánh rau vẫn tiếp tục bài tiết ra estrogen, progesterone, niêm mạc tử cung vẫn tiếp tục được nuôi dưỡng, do vậy không có hiện tượng gì ạ? Kinh nguyệt. Và cái vai trò của estrogen, progesterone tăng cao nó sẽ ức chế vùng dưới đồi, giảm bài tiết hormone oxytocin. Và chính vậy cho nên là trong quá trình mang thai thì người mẹ cái hàm lượng oxytocin giảm giảm thấp, vì vậy cho nên không gì ạ? Để nuôi dưỡng cái thai, nhé, ổn định cái cơn co tử cung. Nhưng mà khi ở tháng cuối của thời kỳ có thai thì gì ạ? Do sự vôi hóa của bánh sau giảm chức năng, do vậy cái vai trò tác dụng của estrogen progesterone sẽ giảm xuống, và nó sẽ gì ạ? Cùng dưới đồi thoát ức chế tăng tiết nhiều oxytocin, và lúc đó sẽ dễ gây cơn co tử cung và gì ạ? Và gây hiện tượng sổ thai nhé. Bên cạnh đó còn có vai trò của yếu tố cơ học, thì là do căng cơ tử cung và căng cổ tử cung thì cũng gây gì ạ? Gây lên cái cơn co tử cung. Sau này các bạn đi lâm sàng, chúng ta nhìn thấy chúng ta đối với những người phụ nữ đẻ đẻ thường nha, người ta có thể kích thích các cơn co bằng cách gì ạ? Bằng cách có liệu pháp đó là xoa đáy tử cung hoặc là vê tựa vê núm vú nha. Thì cái động tác cơ học này nó cũng tác động làm gì ạ? Làm tăng cái tăng tiết oxytocin và gây tăng cơn co tử cung, thì người phụ nữ có thể sinh nở được nha. Thì đấy là hiện tượng sổ thai là như vậy. Sau khi sổ thai rồi thì sẽ có quá trình để nuôi con. Thì trong quá trình nuôi con bằng sữa mẹ thì có hiện tượng bài tiết và bài xuất sữa. Hiện tượng bài tiết sữa đó chính là gì ạ? Nhờ vai trò của prolactin. Prolactin là hormone duy nhất có tác dụng lên gì ạ? Một mô duy nhất, đó chính là tuyến vú, có tác dụng kích thích tăng bài tiết sữa, đổ sữa vào gì ạ? Ống tuyến vú nhé, để gì ạ? Dự trữ. Thế còn bài xuất sữa là vai trò của oxytocin, sẽ có tác dụng gì ạ? Đè ép vào các gì ạ? Các mô của tuyến sữa để gì ạ? Đẩy cái sữa ra ngoài nhé. Bên cạnh đó thì cái sự phát triển của gì ạ? Cả cái sự bài tiết sữa, bài xuất sữa nó còn gì ạ? Liên quan tới các yếu tố về tâm lý và động tác cơ học. Động tác cơ học ở đây đó chính là cái động tác mút núm vú của đứa trẻ nhé. Còn lại yếu tố tâm lý đấy là gì ạ? Cái yếu tố tâm lý của người mẹ nhớ về con từ đến giờ cho con bú nhé. Thì sau này các bạn nữ nuôi con sau 6 tháng thì sẽ đi làm. Đi làm thì lúc này sẽ có cái hiện tượng đó chính là gì ạ? Định cứ đến giờ mà hàng ngày ở nhà cho con bú thì sữa sẽ tự nhiên chảy nhá, nếu không lót gì vào có thể sẽ ướt hết áo nhá. Thì cái này nó là do gì ạ? Do cái tâm lý nhớ về con và cái thói quen cái giờ giấc mà hàng ngày cho con bú, thì nó có thể gây cái động tác là gì ạ? Đang cái sự bài xuất sữa. Thì đấy là cái hiện tượng bài tiết bài xuất sữa. Một trong những cái phần khá là quan trọng ở đây đó chính là các biện pháp tránh thai. Thì các biện pháp tránh thai thì người ta sẽ dựa vào cái cơ sở sinh lý nào để người ta có thể tránh thai được. Thì các bạn biết là muốn có thai thì phải có sự kết hợp của ba quá trình. Quá trình thứ nhất đó là phải có hiện tượng trứng rụng. Quá trình thứ hai là phải có sự kết hợp giữa trứng với tinh trùng. Và quá trình thứ ba đó là phải có sự gì ạ? Làm tổ của quả trứng. Làm tổ của cái hợp tử đó thì mới có thể có thai được. Vậy thì người ta dựa vào cơ sở sinh lý này, người ta sẽ gì ạ? Người ta sẽ chặn từng cái khâu một. Khâu thứ nhất người ta có thể gì ạ? Ức chế để không có hiện tượng trứng rụng. Còn nếu như trứng đã rụng rồi thì sẽ không cho trứng với tinh trùng gặp nhau. Còn nếu trứng với tinh trùng gặp nhau rồi thì người ta sẽ không cho nó làm tổ nữa nhé. Vậy thì các biện pháp tránh thai ở đây chúng ta sẽ dựa vào cơ sở này để làm các biện pháp tránh thai. Cái thứ nhất đó chính là gì ạ? Không để cho trứng rụng thì người ta sử dụng các loại thuốc tránh thai ức chế hiện tượng trứng rụng, rụng trứng nhé. Thì cái này mấy hôm nữa bộ môn dược lý sẽ gì ạ? Sẽ lên lớp với các bạn và sẽ giúp các bạn gì ạ? Hiểu rõ hơn về vai trò tác dụng các loại thuốc tránh thai cộng với lại công cây lâm sàng chúng ta cũng có nhé.
Nếu như trứng rụng rồi chúng ta có thể gì ạ? Không cho trứng và tinh trùng gặp nhau. Không có trứng và tinh trùng gặp nhau, chúng ta có thể dùng bao cao su mà ngăn âm đạo, rồi xuất tinh hoạt âm đạo vân vân. Thì cái này có thể gì ạ? Ngăn cản cái hiện tượng trứng với tinh trùng gặp nhau. Còn nếu mà trứng với tinh trùng đã gặp nhau rồi thì chúng ta có thể gì ạ? Dùng các dụng cụ tránh đặt vòng tránh thai vân vân để gì ạ? Ngăn cản cái sự làm tổ của gì ạ? Của trứng, của hợp tử nha. Thì đấy là gì ạ? Người ta có thể chia ra các biện pháp như vậy. Thì trong này thì các biện pháp tôi vừa kể đấy là các biện pháp tránh thai tạm thời. Thế còn một số các biện pháp tránh thai vĩnh viễn đó là thắt ống dẫn tinh và thắt ống dẫn trứng. Thì đây là biện pháp tránh thai gì ạ? Vĩnh viễn. À, chỗ này còn có một cái biện pháp tránh thai mà muốn nói với các em, đó chính là cái biện pháp tránh thai tính vòng kinh. Thì tính vòng kinh là cái biện pháp tránh thai này sẽ chỉ áp dụng đối với những người có chu kỳ kinh nguyệt đều và gì ạ? Không có đột biến tình cảm, áp dụng với những người vợ chồng ở với nhau lâu ngày. Nếu chứ còn lại hôm nay gì ạ? Vợ chồng ở xa nhau, thỉnh thoảng mới gặp hoặc là các bạn gì ạ? Trẻ mới cưới mới yêu vân vân các thứ chúng ta không áp dụng nha. Thì người ta dựa vào gì ạ? Cái đời sống của hoàng thể để người ta tính ngày rụng trứng. À, đầu tiên là điều kiện thứ nhất đó là chu kỳ kinh nguyệt người phụ nữ này phải đều. Nếu ví dụ như chu kỳ kinh nguyệt người phụ nữ này là 30 ngày thì ngày rụng trứng sẽ trừ đi đời sống của hoàng thể, đó chính là 14 ngày thì sẽ là ngày rụng trứng sẽ thừa ngày thứ 16. Thì tinh trùng nó sẽ sống được ở trong đường sinh dục nữ khoảng gì ạ? 2 đến 3 ngày, trứng ngũ rụng xong cũng khoảng đấy nhé. Và hai nữa là gì ạ? Cái ngày rụng trứng nó chỉ mang tính chất tương đối vì nó còn chịu ảnh hưởng bởi yếu tố tâm lý. Giống như các bạn nữ ạ, tháng này các bạn gì ạ? Đi tàu, đi xe, di chuyển, thay đổi chỗ ở, rồi là gì? Học thi căng thẳng, stress vân vân, sẽ thấy chu kỳ kinh nguyệt của mình bị gì ạ? Chậm hơn hoặc nhanh hơn so với bình thường, có nghĩa là có rối loạn nhé. Chính vì vậy cho nên là cái ngày rụng trứng chúng ta chỉ tính một cách tương đối thôi. Và hai nữa là dựa vào thời gian sống của tinh trùng và của trứng thì người ta thấy rằng là thường cộng trừ khoảng 4 ngày xung quanh cái ngày thời điểm trứng rụng nhá, thì đấy là thời kỳ rất không an toàn nếu quan hệ vào thời điểm này sẽ có hiện tượng thụ thai nhá. Thế còn lại sau cái thời điểm này thì hoặc trước thời điểm này thì người ta gọi là an toàn tương đối, có nghĩa là gì ạ? Nghĩa là chỉ là tương đối thôi ạ, vẫn có thể gì ạ? Có thai nhá, vẫn có thể có thai. Do gì ạ? Nếu như có đột biến tình cảm vân vân thì sẽ gì ạ? Thì sẽ có hiện tượng là có thể những quả trứng nó gì ạ? Sau khi một quả trứng rụng thì những quả khác nó sẽ teo đi. Thế nhưng trong quá trình teo đi nếu có đột biến tình cảm, tăng tiết quá nhiều hormone, sự hưng phấn cao, có thể các quả trứng này sẽ phát triển ngược trở lại và gây gì ạ? Gây hiện tượng trứng rụng tiếp theo. Và những trường hợp này vẫn có thai bình thường nhé. Nên là đối với cách tính vòng kinh thì các bạn chỉ áp dụng đối với những trường hợp gì ạ? Chu kỳ kinh nguyệt đều và không có đột biến tình cảm thôi ạ. Đấy là nhắc các bạn như thế. Thời kỳ mãn kinh, thời kỳ mãn kinh đây là do sự suy kiệt của gì ạ? Của buồng trứng của bộ máy sinh dục sinh sản nha. Biểu hiện nó có tác động lên gì ạ? Các hormone của bộ máy sinh dục sinh sản có tác động lên hình thể như thế nào thì khi mà suy giảm cạn kiệt nha thì lúc đó thì nó sẽ cũng sẽ tác động lên, ngừng tác động lên cái hoạt động của hình thể nha, làm cho gì ạ? Da mất tính căng bóng, nhẵn mịn, đàn hồi tốt đi nha, nó sẽ giảm. Tâm lý thì gì ạ? Do sự sụt giảm đột ngột của hormone, vậy cho nên là gì ạ? Tâm lý thường của những người tiền mãn kinh thường là cáu kỉnh, đúng không ạ? Và gì ạ? Khó chịu, kỉnh, nhá, hay bị stress. Cơ quan sinh dục thì có sự suy yếu, nhá. Chức năng sinh dục sinh sản thì giảm và gì ạ? Có thể dừng hoạt động. Và bệnh nhân ở thời kỳ tiền mãn kinh thì có nguy cơ bị loãng xương, các bệnh lý về tim mạch, rồi là sự trí nhớ, vân vân sẽ giảm đi. Nhá. Nguyên nhân ở đây đó là do sự suy kiệt của buồng trứng. Khi buồng trứng suy kiệt thì sẽ giảm bài tiết ra các hormone nữ giới và sẽ dẫn tới một loạt các gì ạ? Các biểu hiện về hình thể, tâm lý rồi cơ quan sinh dục sinh sản vân vân. Nó sẽ một loạt các như vậy. Sau này chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp ở cây lâm sàng. Đây, đây là hình ảnh buồng trứng ở gì ạ? Ở cái phụ nữ ở thời kỳ sinh dục sinh à, sinh đẻ còn lại và gì ạ? Ở cơ quan sinh dục ở cái tuổi mãn kinh nha. Thì hình A đây là cơ quan sinh dục nữ ở cái độ tuổi sinh đẻ đấy ạ. Trông rất là to màu mỡ đúng không ạ? Nha, buồng trứng rất là to. Thế còn lại đối với ở cái tuổi mãn kinh chúng ta thấy buồng trứng suy yếu đúng không ạ? Nha, teo nhỏ. Nha, còn lại các cơ quan bộ phận như tử cung vân vân cũng teo đi. Nha. Thì đây là về cấu trúc xương của của các phụ nữ ở lứa tuổi sinh sản, ví dụ tuổi 40 thì gì ạ? Xương vẫn rất là thẳng cứng chắc, nhưng mà càng tuổi càng cao thì hệ thống xương gì ạ? Do cái hiện tượng giảm mất cái hormone sinh dục sinh sản nên cái khả năng hấp thụ gì ạ? Canxi và xương nó cũng giảm theo nên là xương có sự suy yếu nhưng và dẫn tới gì ạ? Loãng xương
như thế này. Thì đây là gì ạ? Đây là cái hoạt động của bộ máy sinh dục sinh sản. Nói chung nó là như vậy. Thế còn đấy, các em sẽ tìm hiểu kỹ hơn ở cây lâm sàng. Trong mỗi cây lâm sàng chúng tôi sẽ gì ạ? Chúng tôi sẽ để các em tìm hiểu kỹ hơn về vai trò tác dụng của gì ạ? Hoạt động bộ máy sinh dục sinh sản. Yeah. Vâng, đấy là vừa rồi tôi cũng đã trình bày với các bạn qua về cái chức năng sinh lý của bộ máy sinh dục sinh sản rồi. Các bạn có ai hỏi gì không? Vâng, các bạn có ai hỏi gì không ạ? Em thưa cô, cho em hỏi ạ. Ừ. Đó là trong chu kỳ kinh nguyệt thì có hai giai đoạn là giai đoạn tăng sinh và giai đoạn bài tiết. Thì giai đoạn tăng sinh là tính từ ngày có kinh đầu tiên đến chu kỳ phóng loạn hay từ ngày sạch kinh ạ? Từ Từ ngày chu có kỳ kinh phóng đầu loạn ạ. tiên, từ ngày có kinh đầu tiên, giới hạn Vâng của chu ạ. kỳ kinh nguyệt Vì là sao, trong sách ghi nào? trong giáo trình 100-152 thì ghi là từ lúc sạch kinh đến giữa chu kỳ phóng loạn ạ. Không, tính từ bắt đầu từ chu kỳ từ từ ngày có kinh đầu tiên, giới hạn của hai chu kỳ kinh nguyệt, à giới hạn của chu kỳ kinh nguyệt là 2 ngày chảy máu đầu tiên của 2 chu kỳ kế tiếp, nên chu kỳ kinh nguyệt sẽ được tính từ cái ngày mà các bạn có kinh đầu tiên nhé. Chúng ta sẽ tính từ ngày đó cho đến ngày rụng trứng, và từ ngày rụng trứng cho đến ngày thấy kinh lần sau. Dạ vâng, cảm ơn cô ạ. Ừ, ok, cái đấy xong rồi tôi sẽ sửa nhé. Vâng, các bạn có ai hỏi gì nữa không ạ? Vâng, các bạn nếu không ai hỏi gì nữa thì sau đây chúng ta sẽ nghỉ giải lao mấy phút, sau đó các thầy cô bộ môn sinh lý bệnh sẽ lên lớp tiếp với các bạn nhé.